Em lại tiếp tục về được lô loa tiếp theo cho các bác đây. Lô này được có 5 đôi nữa thôi. 5 đôi thôi ạ, không có Ấn Độ. Báo cáo các bác là ngày hôm qua. Ngày hôm qua, chiều hôm qua em có đăng một lô DK cho các bác rồi. Lô DK đấy. Thì cái dòng DK đấy thì mấy DK này nó chẳng khác gì nhau. Nhưng mà lô trước thì nó có một bên là con nó thiết kế theo kiểu loa chung này này, một kênh thì nó lại là loa tép này, còn lô này về thì nó lại có cả một bên là hai con tép Sony này, này hai tép cất đấy, còn tất cả dây từ trong ra ngoài chẳng khác gì nhau, nó chỉ khác về tép thôi, còn kể cả là phân tần, tất cả kể cả là dây củ loa rồi tất cả bát loa, kể cả dưới trong này kể cả dây này cũng vẫn dập DK tất. DK thì đấy. Thì báo cáo các bác là đối với dòng loa DK này thì lô trước hết rồi. Lô này mới về đây, 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, được 5 đôi. Được 5 đôi nữa vẫn mức giá 3.9 triệu ạ. Các bác thông cảm, có bác nào gọi mà đặt lấy lẻ không còn nữa thì thông cảm cho em. Bởi vì nhiều lúc nhiều bác chửi rất là tục. Thật em chẳng muốn em có hàng để em bán. Ông bảo mày vừa quay lên được khoảng độ 3 tiếng này, 4 tiếng này mình mà hơn chục đôi mày kêu hết. Em nói thật hết thật bác ạ, bác thông cảm. Thật ra là bác mua bởi vì em có hàng em bán em giữ cho bác làm gì. Nhưng mà khách toàn người ta toàn đổ buôn, người ta toàn lấy 5, 6 đôi. Có người lấy 5, 7 đôi, 3 đôi, 5 đôi. Nhưng các bác thông cảm. Cái DK hôm nay em hết rồi. Còn DK hôm nay về 5 đôi này. Thì hiện tại em báo cho các bác này. Vẫn mức giá 3.9 triệu một đôi loa DK. Ngoài ra thì có đôi loa Realtek Mark 1. Dòng Realtek Mark 1 này thì gần 1 năm nay em có một đôi. Ngày đấy nó 13 triệu mấy cơ. Hôm nay là 12.8 triệu. Realtek Mark 1 bát 40, một tép kèn này, một con kèn này, một con tép còi nữa này. Realtek Mark 1. Thì đối với dòng Mark 1 thì báo cáo các bác là bát 40 này thì các bác có thể hát nghêu ngao gia đình được, vừa nghe nhạc hay nhẹ nhàng gia đình được, được chưa? Đối với con này thì 12.8 triệu. Con này các bác đánh Realtek hoặc là em nhớ là đúng rồi, hôm trước em có một đôi Realtek Mark 1 y như này. Và cái bác ấy lên bác ấy lấy mà bác ấy cân đối đi cân đối lại. Ví dụ lấy âm ly receiver thì nó cao quá không đủ tiền. Bác ấy lấy đúng cái con âm ly mà 3 triệu rưỡi của em hôm trước em bảo mà 3 triệu rưỡi mà đánh được 60-70% các loại loa đấy. Bác lấy đúng em nhớ đúng rồi. Hôm đấy bác lấy đúng con âm ly đấy về đánh với đôi dây máy tiếp quan để bác cấy vang vào bác hát. Vừa nghe vừa hát. Em nhớ. Con này thì các bác có thể ghép được con âm ly đấy. 3 triệu rưỡi rẻ. Đánh hay. Sáng cho các bác. Còn âm ly để ghép đôi Realtek Mark 1 này thì em có nhiều âm ly cao cấp hơn nhiều. Nhưng mà đấy là em nhớ đợt cách đây hơn 1 năm em có đôi Realtek Mark 1 là chính bác đấy bác lại muốn vừa nghe nhạc vừa hát. Nên hôm đó là em đã ghép cái con âm ly bác nhớ hộ em nhé. Con này SK3000 ấy, SK3000 giá 3 triệu rưỡi vào đôi này cho bác. Bác về bác cắm vang vào hát. Vừa nghe vừa hát. Đôi này có mức giá là 12 triệu 8 này. Về thân vỏ thì khỏi phải nói rồi, đẹp lung linh. Thân vỏ thì không nói một câu nào các bạn. Đấy. Nhá. Bát 40. Realtek Mark 1. Bát 40 kèn này, 40. Một con tép này nữa. Siêu tép này nữa. Được chưa? Realtek Mark 1. Được chưa? Ê căng thì đầy đủ đây rồi. Không nói. Đây con thứ hai, một đôi. Báo cáo quý vị là đôi này thân vỏ thì đẹp lung linh, đẹp keng luôn. Đằng sau thùng cũng vậy. Đây. Nói chung là không chê được ở được vào đâu. Riêng con này các bác nhìn này, con kèn nó thiết kế riêng một khung này. Đấy. Con này kích thước chiều ngang này 1 2 nó tầm khoảng 43 44. 44 rồi đấy, chiều ngang 44. Chiều sâu cả e căng nó tầm 32 35. Chiều sâu cả e căng nó tầm 33 35 đấy, chiều sâu ấy. Và chiều cao thế nào? 1 2 3. Chiều cao 70 cm. Chiều cao của nó là 70 ạ, 70 cm. Mức giá 12.8 triệu. Con này thì đáp ứng cả hai nhu cầu cho quý vị. Vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke nhẹ nhàng. Được chưa? Đấy. Sang đến dòng loa DK này thì đã có clip giới thiệu rồi. Nhưng lô hôm nay nó về, nó lại thêm một mã nữa là một mã là như hôm trước là một bên tép, một bên có một con nó thiết kế gần như kiểu chung. Và một mã là nó hai con tép. Hai con này em cố tình em thử đánh riêng từng con để nghe. Thế và em đo trên điện thoại thì nó và nghe cảm giác tai nó chả khác nhau cái gì cả.
nhưng mà em chả hiểu là tại sao nó vậy. Tại sao vậy? Đấy, một bên test thì là thiết kế một bên test của hãng Sony này, test còn dập rất là ngoài này. Đây, Sony này. Đấy. Được chưa? Thì với lại dòng DK này, báo cáo quý vị là 3,9 triệu thì không thể nói được một câu gì nữa, nên là trong vòng khoảng độ có vài tiếng em bán hết cái lô mười mấy đôi, hùng lấy hơn 20 đôi, nhưng mà khách quen của em thì những cái bác hay lấy cả lô thì bác ấy đặt trước thì em gọi cho bác ấy thì bác đã chốt mất 10 đôi rồi, thì nó chỉ hôm đấy còn hơn 10 đôi thôi đấy. Thì cái lô đấy cũng đã hết ngay. Quay ra bằng nhiều bác khách bác chửi rất là thô, bác bảo mày vừa đăng được 3-4 tiếng mà mày nói mày thế nọ thế kia, các bác thông cảm. Bây giờ đây nhá, em quay luôn đây bác làm việc luôn hộ em đi đây. Con DK chiếc đúng rồi, con DK này model ô vẫn OK 101 được chưa, 101 tất cả vẫn như kiểu đấy bác hộ hộ em nhé, vẫn như kiểu đấy. Tem mác tất cả như vậy. Mặt trước thì đây logo DK, DK mặt lưới thép, tấm thép rất là đẹp nhá, rất thép đẹp, bên trong thép phải có lớp nỉ được chưa. Sau đây em sẽ quay. Và ngoài ra thì có một hàng cao cấp nữa, đó là dòng B3, dòng loa quả trứng, dòng loa quả trứng D3, dòng loa quả trứng loa B3. Thì báo cáo các bác là đây, bác nhìn này, như cái này này là băng dính ạ. Đây này, cạo cái đi luôn, cạo cái đi luôn ạ. Đấy, đi nhá, cạo đi luôn băng dính. Dòng loa B3 này báo cáo các bác là nó thì nổi tiếng rồi, B3 cũng nổi tiếng. Nhưng dòng B3 này là giá, B3 này là hàng cao cấp, nó hàng xuất châu Âu. Dòng này 5 triệu rưỡi một đôi cơ. Đối với B3 này, các bác cứ tham khảo của em nhé, gõ B3 vào tìm hiểu em. Đây, logo mác của loa đấy, B3, chưa lâu đấy. B3. Thì báo cáo các bác là đây, B3 thì tất cả các bác chú ý hộ em nhé. Giới thiệu lung tung quá, đang thằng kia lại nhảy thằng này. Thì cái thằng B3 này em giới thiệu cuối cùng cho các bác, đang thang nốt thằng này đi, thằng DK nhé. DK tự nhiên nhiều lúc chưa đói rồi bác ạ, bây giờ 11 giờ hơn đến đói rồi. Đây là có dòng loa DK, DK made in England. Báo cáo các bác là sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn của Anh, Pháp gì đây. Nhưng mà nhìn nói chung là đối với 3,9 triệu thì báo cáo các bác là nó quá bèo rồi. Thì các bác nhiều em nhé. Con này nó chả khác gì con kia. Đây em sang con này. Hôm trước con này em đã giới thiệu clip trước là có cái lô đấy là giới thiệu cho bác rồi. Hôm nay em giới thiệu sang bên này. Cái lô này thì là hai con tép, nó lại đều là hai con tép tất, hai con tép tất từ kép tép Sony. Thì về phân tần nó vẫn như vậy, nó chả khác cái gì. Đây để em phân tần lên cho các bác đây. Phân tần nó vẫn như vậy các bác ạ. Nó không khác gì, vẫn là DK. Dập DK tất 07A. Được chưa? Đây DK hết tất cả vào mắt. Em này, kể cả DK audio đều dập hết trên đây thôi. Này, trên tép DK audio và DK dập luôn cả trên đây nữa. Trên cuộn trở nó bọc luôn này. DK này. Này, made in England này. Made in England. Dập nó trên này luôn. Được chưa? Và nó còn nằm luôn cả trên dây nữa này. Em nhìn thấy đúng không? Này. Bác để em cho nó về. Đấy, đây, trên dây có DK này. Audio, DK audio. Thì báo cáo các bác là đối với đôi loa này, mức giá 3,9 triệu nó quá bèo rồi. Nó có hai loại tép các bác ạ. Giá như nhau, em đã kiểm tra chất lượng rồi. Kiểm tra chất lượng rồi của hai dòng này, nó như nhau. Nhưng các bác lấy được đôi loại nào thì các bác cũng thông cảm. Em báo luôn cho thế, 3,9 triệu thôi, nó quá bèo rồi. Lấy được đôi loại mà có một con tép, một con kiểu chung kia cũng được, mà một hai con tép được. Còn em đã test thử rồi, nó như nhau. Còn nếu như nó đã khác nhau ấy, thì em sẽ đẩy giá lên. Ví dụ như là con là 4,5 triệu, con 3,9 triệu chẳng hạn, nhưng mà nó như nhau hết, nên là bác thích lấy kiểu gì lấy. Còn nếu còn loại nào thì bác lấy, bởi vì bên em báo luôn như thế để cho các bác chú ý hộ em. Chứ không là tôi lấy con kia, tôi lấy con này nó rất là khó. Thật ra 3,9 triệu nó bình thường, nó gọi là gì, bình thường như thế. Dòng này còn cũ đấy ạ. Củ nó vẫn như nhau hết, không khác nhau gì cả. Mô đèn củ đều như nhau. Tất củ, côn, từ đều như nhau ạ. Này, để bác xem côn. Bát 25. Chưa. Côn được.
với 3,9 triệu. Báo cáo các bác là ngon, mềm, đánh hay, ok, được chưa? Có thể treo giá thoải mái gia đình. Loa này là loa nằm, loa ngang, 3,9 triệu một đôi. Lô hôm nay khác anh ấy nhờ, lô hôm trước khác đấy, lô hôm nay khác đấy, chứ không phải là lô nào như lô nào đâu các bác ạ. Bác để ý lại hộ em đi, mỗi lô nó một khác đấy, lô một khác. Nó không phải là khác về mã loa mà là nó khác về mỗi con loa nó sẽ hình thức, con thì sứt con, sứt chỗ này con sứt chỗ kia, chứ còn hoặc là con thì nó đẹp hơn nó con thì nó, nhưng hầu như là nó ngang ngang nhau, 1,9, 1,10 thôi. Đấy. Mức giá thì báo cho các bác rồi. À, bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Còn đây sang đến đây là dòng loa B3 thì báo cáo các bác là riêng B3 này thì em sẽ làm clip mà và báo cáo các bác gõ lên YouTube đấy, Google, bác cứ gõ B3 hộ em để em mở con B3 cho bác nhìn. Đây là dòng loa B3 bass 25. Hai con kép mà bác nhìn kép của dòng B3 nó khác hẳn luôn nhé. Dòng này dòng B3 dòng xuất châu Âu, xuất đi thị trường châu Âu. Loa B3 này nó sản xuất chuyên karaoke bass 25. Con này thì không hay thì chắc là đóng cửa hàng. Con này không hay đóng cửa hàng lại. Con này nó full toàn bằng full đấy thôi. Còn thì laser nó bắn này. Các bạn nhìn này. Nó bắn cái logo của nó, màu đen của nó trên này. Và đây là cái tem của nó này, hết xong này. Kể cả nằm trên đây cũng có đâu này. Đấy. Được chưa? Còn hai con tép của nó thì con từ, có nhìn từ của nó nhá. Con từ của con này nhá, nó to bằng cái chóa luôn, gần bằng chóa luôn. Đây em quay vuông lại nha, bác nhìn nha. Nó kém chóa có tí thôi. Đấy. Được chưa? Bác nhìn xem. Ở đây. Cho các bác nhìn xem phân tần nó xịn hay không. Nhìn nốt cho đi em. Dòng này thì khỏi phải quảng cáo nhiều. Mức giá đã báo rồi, 5,5 triệu một đôi. Dòng loa bát loa quả trứng. Bác cứ gõ loa quả trứng bát B3 vào đấy. B3 màu đen đây. B3 màu đen đây. À, B3 SQ QS1000. Độ nhạy 90 dB. Công suất 150W, 9kg một quả. Được chưa? Dòng này xuất nguyên cho thị trường châu Âu. Dòng này bác nhìn luôn này, nó ghi luôn này B3 này, QS1000 này, Pro Karaoke luôn, được chưa? Đấy, bác thấy không? Các dòng loa xịn nó chỉ ghi thế thôi. Dòng loa chất nó không ghi ảo ảo 400-500W hay 700-800W đâu. Chỉ 150W thôi. Con này nó cũng ghi có 180W hay sao? Để em sang cho bác nhìn này. Đấy. À, con này có 180W. Áo hồ, rồi kia, 180W. Đấy, vừa rồi em giới thiệu cho các bác là 3 mã loa. Bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169961. Em giao và chuyển hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác.